đây có người thương binh đi về thăm nguyên quán với một bàn tay còn lại. Quê hương anh mấy ải đều xa, chiều xưa em á câu cho lấy nhau đám cưới nghèo buồn cao liếp trầu. Rồi mai anh trở về, cha anh không còn nữa, mẹ anh bây giờ đã già. Ngũ hành nằm cụm núi xanh xanh, xa rồi một trái thương binh đi về với bàn tay năm ngón như đi về với cuộc chiến tranh. Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dâng một cục ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai cho người yêu viết bằng tay trái không ngay. Tình mình mong đẹp mãi như năm cùng núi quê hương, ôi năm cùng núi quê hương. cho người yêu viết bằng tay.